Máu loãng có phẫu thuật thẩm mỹ được không? Nhiều hơn người ta cơ, nó không có đặc biệt như Thì người nói ta chung đâu. bà thoát qua được ngày thứ bảy thì ở đây đã kiểm soát được cái vấn đề của máu nó không chảy nữa rồi. Chỉ có cái câu chuyện là hồi phục của đằng sau thôi. Chứ còn trong 3 ngày đầu là buộc máu nó phải cầm. Ừ, chứ còn mà máu 3 ngày đó mà không cầm nó là câu chuyện khác rồi. Nha, nên không có lo. Tức là trong vòng 3 ngày đó là bác sĩ người ta tái khám mình là người ta biết liền. Ở đây đã từng trường hợp gặp một cái bạn đó, bạn nhỏ nha, mà 7 ngày máu cũng không cầm, nó phúng máu ra bề mặt da luôn. Bạn đó là máu loãng bẩm sinh, xong rồi cái ngày bạn làm là bạn ngày kinh nguyệt, bạn đang có kinh nguyệt nữa. Đó là một ca duy nhất bệnh viện mình gặp phải, là ca đó là ca lần đầu tiên luôn đó, là gặp trường hợp đó mà máu phúng bung ra mà phóng lên bề mặt da, cuối cùng phải điều trị luôn cái phần da ở đây nè. Thì nói chung bây giờ cũng ổn rồi, nhưng đó là một kinh nghiệm mà thường người ta hồi nào giờ là chỉ cần qua ngày thứ ba thôi là người ta đã kiểm soát được vấn đề đó.